Đang xem câu cá. Cái này là phải đưa thêm nước nhiều chứ không là nó có kiếng nó vào ấy. Ừ. Bây giờ lấy cái này ra xong rồi đổ ra xong rồi xúc lại. Chứ không có kiếng nó ăn hết cá bây giờ. Kiếng nó ăn hết cá bây giờ. Được một con chặt nấu. Đây là hoa giấy rất là đẹp nhá quý vị. Ước gì niềm tin vào cuộc sống có được một căn nhà ở gần đây thì quá tuyệt vời luôn quý vị. Quý vị thấy không? Đây là nơi thiên nhiên, không khí trong lành, mát mẻ. Quá là hạnh phúc. Kèm theo là hoa giấy nở quanh năm là rất đẹp. Đây là nơi thiên nhiên lý tưởng cho những người mà không thích bon chen. Thích cuộc sống bình yên là đây quý vị ạ. Quý vị đã thấy chưa, hoa giấy đang cây cối và ao hồ. Ao hồ này là cũng có cá quanh năm, có cá, có nước và có hoa, và xe cộ đi suốt đấy. Quý vị đã thấy chưa, ở đây là không lo buồn nhá quý vị, và có người thường xuyên tới đây du lịch. Ở đây là du lịch là tuyệt vời. Nếu mà cho niềm tin vào cuộc sống, trúng được vài tờ vé số thì niềm tin sẽ làm một cái khu du lịch ở đây. Hứa với các bạn luôn. Ở đây tiềm năng, rất là tiềm năng quý vị. Điện cao thế, người đi lại không thua thành phố đâu quý vị ạ.
Niềm tin vào cuộc sống, muốn quay được những cảnh hay như vậy là phải đi từ nhà xa, rất xa quý vị. Nên là quý vị xem hay, hãy cho một like, một share và một đăng ký để biết video tiếp theo. Niềm vui, niềm tin và sức khỏe cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ. Và trong quá trình mà niềm tin và sức khỏe làm clip này, đấy, xe này là xe hung thần xa lộ quý vị. Đã biết bao nhiêu người bỏ mạng vì xe này rồi. Quý vị thấy chưa? Nơi bình yên nhất là ở đây. Là ở đây quý vị ạ. Ở đây sống rất là thích. Niềm tin vào cuộc sống rất là thích hoa. Thích cây. Nhất là những cái cây mà nó ra hoa đẹp như thế này thì mình không có thể nào mà mình phủ nhận cái vẻ đẹp của cái hoa này. Hoa này là mình nó là rất là thích. Lợ quan lâm. Cây cối bao phủ. Dưới là hồ. Thôi mình làm clip ngắn gọn tới đây thôi. Có gì mai sẽ là một cái clip hay hơn nữa. Niềm tin vào cuộc sống hứa. Trong trong mỗi ngày sẽ là một clip. Và một clip ấy sẽ là những nội dung khác nhau. Xin chào và tạm biệt quý vị.